Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top KVN. Còn khoảng tầm 5 ngày nữa thôi là kết thúc tháng 5 năm 2024 rồi. Và video này thì Top KVN sẽ mang đến cho quý vị các bạn cái chính sách giá bán khuyến mại tại thời điểm này, tiếp tục tăng cường giảm thêm về tiền mặt khá mạnh dành cho từng phiên bản của Hyundai Santa Fe tại thời điểm dịp cuối tháng 5 này. Một chiếc xe gầm cao 7 chỗ ngồi phân khúc cỡ D hiện tại cũng đang được rất nhiều người quan tâm. Santa Fe thì nó quá phổ thông rồi, còn nếu như mà so về mức giá thì Santa Fe hiện tại cũng có thể coi là giá tốt nhất ở phân khúc cỡ D này, khi mà so sánh với cả Ford Everest, khi mà so sánh với cả Toyota Fortuner. Với cái dòng xe Hyundai Santa Fe thì hiện tại chúng ta vẫn có lựa chọn cả máy xăng, cả máy dầu, quý chị các bạn nhé. Máy xăng thì có xăng tiêu chuẩn, máy dầu thì có cái dầu tiêu chuẩn. Tại thời điểm này, tại đại lý của mình, dù là xăng tiêu chuẩn, dầu tiêu chuẩn, xăng cao cấp hay dầu cao cấp đều có xe giao ngay vào luôn. Và chính sách dịp những ngày cuối của tháng 5 này tốt nhất được như thế nào, mình xin phép cập nhật nhanh gọn như sau để anh chị chúng ta nắm được nếu như mà đang có kế hoạch hoặc đang để ý về cái chiếc xe này. Đầu tiên, phiên bản thấp tiền nhất hiện tại đang phân phối của nó, đó là Hyundai Santa Fe, máy xăng tiêu chuẩn anh chị nhé. Bản này thì đang có mức giá niêm yết là 1.029.000.000 đồng. Những ngày cuối cùng của cái tháng 5 2024 này, giá bán còn lại 940.000.000 đồng dành cho quý vị các bạn. Và một thời điểm dịp giữa tháng, dịp đầu tháng thì đại lý đang bán là 960, bây giờ 940 với điều kiện giá ở trong tháng, ở cuối của cái tháng 5 này quý vị các bạn nhé. Lăn bánh ở tỉnh của nó sẽ là 1.039.000.000, ở Hà Nội 1.077.000.000 và thành phố Hồ Chí Minh 1.059.000.000 đồng anh chị ạ. Tỉnh là 1.039, Hà Nội 1.077 và thành phố Hồ Chí Minh 1.059.000.000. Đây là cái mức giá lăn bánh nếu như mà chúng ta đi đăng ký tại thời điểm này. Còn nếu những khách hàng nào, mình biết là nhiều khách hàng có kế hoạch chờ thuế để đi đăng ký, thuế thì mình không biết là có hay không, nhưng cũng có thể chờ. Nếu như mà chờ thì cái mức giảm thuế của nó, cái mức giảm được so với cái mức giá mình lăn bánh mình vừa đọc nhá, đâu đó khoảng tầm từ 50 đến 60 triệu đồng, tùy từng nơi, ở tỉnh hay là ở Hà Nội anh chị ạ. Quay trở lại với cái mức giá, nếu như mà trả góp bản Santa Fe xăng tiêu chuẩn này, ở tỉnh tối thiểu bỏ ra là 286 triệu, Hà Nội tối thiểu bỏ ra là 325 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu bỏ ra là 306 triệu đồng quý chị bạn nhé. Tỉnh là 286, Hà Nội 325 và thành phố Hồ Chí Minh là 306 theo phương án trả góp. Sang cái phiên bản tiếp theo cũng là tiêu chuẩn thôi, nhưng mà là máy dầu tiêu chuẩn. Máy dầu thì hiện tại thì option của nó y nguyên máy xăng thôi, mọi cái nó y nguyên như nhau nhá, nó chỉ khác nhau về một là máy dầu, hai là máy xăng thôi. Máy dầu của nó thì sẽ là máy 2.2 Smart Trim, hộp số là 8 cấp số, đi đường trường, đường dài thì nó đầm chắc hơn máy xăng. Máy xăng thì thường chúng ta đi lại cơ bản thì máy xăng nó hoạt động, nó đi nó cũng khá là mượt mà, nó thoát xe hơn anh chị ạ. Quay trở lại với máy dầu tiêu chuẩn, giá niêm yết là 1.120.000.000 đồng, giá bán tại thời điểm này cuối cùng còn lại 1.029.000.000 đồng dành cho quý chú bạn nhé. Giá giảm thêm so với thời điểm trước cũng đâu đó khoảng tầm gần 20 triệu. Vậy thì lăn bánh ở tỉnh của đó sẽ là 1.136.000.000, ở Hà Nội là 1.176.000.000 và thành phố Hồ Chí Minh là 1.156.000.000 đồng quý chú bạn ạ. Tỉnh là 1.136, ở Hà Nội là 1.176 và thành phố Hồ Chí Minh là 1.156. Nếu như mà lấy trả góp bản dầu tiêu chuẩn này thì sao? Ở tỉnh tối thiểu bỏ ra là 332 triệu, Hà Nội tối thiểu bỏ ra là 376 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 352 triệu đồng quý chị các bạn ạ. Tỉnh là 332, Hà Nội là 376 và thành phố Hồ Chí Minh là 352 theo phương án trả góp, đó là dầu tiêu chuẩn. Sang cái phiên bản thứ ba là Hyundai Santa Fe bản máy xăng cao cấp anh chị nhá. Máy xăng cao cấp cũng giảm thêm nhiều so với thời điểm trước, giá niêm yết đề xuất của nó đang là 1.210.000.000, đại lý sẽ bán với mức giá tại thời điểm này còn lại là 1.125.000.000 đồng dành cho quý vị các bạn. Đại lý mình đang đủ màu giao ngay. Lăn bánh ở tỉnh của xăng cao cấp là 1.243.000.000, ở Hà Nội là 1.286.000.000 và thành phố Hồ Chí Minh là 1.263.000.000 đồng anh chị ạ. Tỉnh là 1.243, Hà Nội là 1.286 và thành phố Hồ Chí Minh là 1.263.000.000. Nếu như mà lấy trả góp của xăng cao cấp thì sao? Ở tỉnh tối thiểu bỏ ra là 343 triệu, Hà Nội tối thiểu bỏ ra là 386 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 363 triệu đồng quý chị các bạn ạ. Tỉnh là 343, ở Hà Nội là 386 và thành phố Hồ Chí Minh là 363 theo phương án trả góp.
sang phiên bản thứ tư, phiên bản cuối cùng, đó là Santa Fe máy dầu cao cấp, phiên bản đắt tiền nhất hiện tại đang phân phối của dòng xe Hyundai Santa Fe, cũng là phiên bản mà phổ thông cũng được nhiều người quan tâm và lựa chọn. Giá niêm yết của nó thì đang là 1 tỷ 269 triệu đồng, và tại thời điểm này đại lý sẽ bán với mức giá cuối cùng còn lại là 1 tỷ 180 triệu đồng dành cho quý cô bác. Lăn bánh ở tỉnh của dầu cao cấp là 1 tỷ 306 triệu, ở Hà Nội là 1 tỷ 351 triệu, và thành phố Hồ Chí Minh 1 tỷ 326 triệu đồng quý chúng bạn ạ. Ở tỉnh là 1306 nhé, Hà Nội là 1351, và thành phố Hồ Chí Minh là 1 tỷ 326 triệu đồng. Giảm thêm cũng khá nhiều so với thời điểm trước với bản dầu cao cấp này, đúng không ạ? Còn nếu như mà lấy trả góp của dầu cao cấp thì sao? Ở tỉnh tối thiểu bỏ ra là 362 triệu, Hà Nội tối thiểu bỏ ra là 406 triệu, và thành phố Hồ Chí Minh là 382 triệu đồng quý chúng bạn ạ. Tỉnh là 362, Hà Nội 406, và thành phố Hồ Chí Minh là 382 theo phương án trả góp của dầu cao cấp. Đó là 4 phiên bản, 4 sự lựa chọn, 4 chương trình khuyến mại và lăn bánh tại thời điểm này của dòng xe Hyundai Santa Fe. Một cái chiếc xe mà mình nghĩ rằng tại thời điểm này nếu như mà đi gia đình hay là đi cơ bản thì chiếc xe Santa Fe với mức giá mình nghĩ là phù hợp nhất. Option của nó thì cũng không phải lăn tăn khi mà so sánh ở trong cái phân khúc này. Một cái chiếc xe cũng quá phải phổ, cũng quá là phổ thông rồi, cũng không phải là giới thiệu nhiều. Vậy thì nếu như mà vẫn muốn qua xem xe, lái thử trải nghiệm thực tế để quyết định cho nó dễ, nhờ quý chị các bạn hãy cứ gọi giúp mình theo cái số hotline ở ngay bên dưới góc trái mình ở đây. Ở miền Bắc thì nhờ quý chị các bạn hãy gọi hotline miền Bắc. Thế còn anh chị ở miền Nam thì nhờ quý chị các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam. Và nhân tiện cái video này, những anh chị nào, những khách hàng nào chúng ta đang có nhu cầu nâng đời xe, bán cái chiếc xe cũ mà chúng ta đang sử dụng, thì nhờ các bạn hãy gọi cho cái số hotline 0979 362 118, 0979 362 118 quý chị các bạn nhé, để có thể định giá, báo giá một cách chuẩn xác nhất về chiếc xe chúng ta đang cần bán. Cuối cùng, hãy nhớ đừng quên nhấn like và nhấn đăng ký kênh. Xin chào ạ.